Giờ 1:50 chiều nè, mẹ mới vật lộn với Madison xong, có một cái accident. Mẹ đang thay tã ị thì mẹ đi ị Madison ị thêm cái này, làm mẹ cuống cuồng lên. Nhìn gì vậy con? Madison nhìn gì vậy con? Chiến thắng. Madison là con của ai? Madison là em của ai? Oops.